Chào cả nhà yêu thương. Hôm nay Nhung rất vui được quay trở lại chia sẻ cùng các bạn video thu hoạch rau mùng tơi. Các bạn ơi, rau mùng tơi và các loại rau sạch của nhà mình nhiều lắm. Hôm nay mình lại thu hoạch. Mời cả nhà đón xem video của mình nhé. Cảm ơn các bạn thật nhiều. Nhung cảm ơn các bạn đã luôn luôn đồng hành, xem video, ủng hộ cho kênh YouTube của Nhung. Cảm ơn các bạn thật nhiều nhé. Các bạn ơi, nhớ ấn like, ấn sub, chia sẻ và để lại comment để mình trả lời các bạn nhé. Mời các bạn cùng xem rau sạch của nhà mình. Hôm nay mình thu hoạch những gì nhé.
giới. Sau khi tàu mua nói chung là nhà mình rất là nhiều rau. Cả một mùa hè mình không phải đi mua một mớ rau là ngoài chợ hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nhung. Chúc các bạn luôn luôn mạnh khỏe, bình an, mọi sự may mắn và luôn hạnh phúc. Các bạn ơi, nhớ để lại comment khi xem video của Nhung nhé. Nhớ ấn like, sub, chia sẻ để ủng hộ kênh YouTube của Nhung. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.